Thưa quý vị, thưa các bạn, nghề đan gối mây được hình thành ở làng Tiên Hào, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây tuy là nghề phụ nhưng đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Trong chương trình Tinh Hoa Làng Nghề hôm nay, mời quý vị và các bạn về thăm làng nghề đan gối mây ở Tiên Hào, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản. Nghề đan gối mây ở Vĩnh Hào đã có từ rất lâu. Ban đầu, gối mây được gọi là gối nghệ, dùng gỗ xoan hoặc gỗ mít làm cốt. Đan sợi mây bọc xung quanh. Trước đây, dây mây được nhập về từ các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và một phần khai thác từ các địa phương trong tỉnh. Từng có thời gian, ở Tiên Hào, nhà nhà cùng đan gối, nhất là vào mùa nông nhàn, cả làng vào chiến dịch đan gối. Tiếng trẻ tre, pha gỗ, chuốt mây rộn ràng. Các cụ cao niên trong làng cho biết, thời Hoàng Kim, đan gối mây đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Vào đến cổng làng, nhà ai cũng thấy gối xếp răng la liệt. Bằng đôi bàn tay khéo léo của mình, những người thợ ở đây đã đan mây thành những chiếc gối xinh xắn và tiện dụng. Ngày nay, nghề làm gối không còn nhộn nhịp như xưa, chủ yếu là những người thợ đan cao tuổi. Họ vẫn miệt mài đan gối. Do thu nhập không được cao, nhưng nghề này vẫn mang lại niềm vui và là nguồn thu nhập cho những lao động tuổi cao ở làng. Cũng tự hào chứ, tự hào vì là ông cha ấy để lại cho cái nghề truyền thống đây là từ xưa rồi, các cô sinh ra là đã thấy rồi, không biết là từ bao giờ. Thế bây giờ thì còn đi công ty chứ ngày xưa chủ yếu là sống với cái nghề này. Bây giờ cấy ruộng ấy chỉ thu nhập vài ngày đi cấy đi gặt là xong, còn bây giờ các cô đi làm cái nghề này, ngày xưa này làm nhà cũng ở cái nghề này, ăn gạo cũng ở cái nghề này. Nhất là cái năm 90 ấy, gối xuất khẩu nó chạy nhiều nhà giàu lên về cái nghề này. Cũng giống như bao nghề truyền thống khác, nghề đan gối đòi hỏi tính kiên trì, tỉ mẩn và đôi bàn tay khéo léo. Muốn đan được một chiếc gối đẹp bền, có hoa văn bắt mắt và khi sử dụng hiệu quả cao, thì đầu tiên người thợ phải biết chọn nguyên liệu. Nguyên liệu làm gối là mây, lựa thân già vỏ bóng, chặt theo từng đoạn, phơi cho ráo nước để lúc pha nan, hay còn gọi là chẻ nan, sao cho dẻo dai và nan được nhiều nhất. Tùy từng loại gối mà pha cho phù hợp như nan nhỏ hay to, nan dài theo đúng kích cỡ. Sau khi chẻ nan xong, cần phải phơi thêm nan cho khô và chà nan cho tròn bóng, xung quanh sợi nan không còn sơ và tránh ẩm mốc. Xong nguyên liệu mây thì người thợ bắt tay vào làm khung cho gối. Khung gối thường làm bằng gỗ mít để vừa nhẹ vừa thơm. Khi gối đầu, người dùng sẽ ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng, rất dễ chịu. Khung gối được làm khá đơn giản. Thợ xẻ thành từng miếng to nhỏ phù hợp với kích cỡ gối, rồi đóng thành mộc mạc đơn giản. Từ chiếc khung này, thợ đan gối mới dùng những sợi dây mây dẻo dai, khéo léo quấn, đan bao bọc trọn xung quanh thành chiếc gối xinh xắn. Nhiều người thợ giỏi khéo tay còn cải hoa văn cho từng chiếc gối, trông rất đẹp mắt. Những chiếc gối khi hoàn thiện được phơi nắng để cho mây khô kiệt và được đem hong trên các bếp hoặc hơ lửa, để không còn rằm hay tơ mây khi sử dụng, sẽ bền đẹp và an toàn. Trước đây, nguyên liệu chủ yếu là dây mây. Hiện nay, người làm nghề ở Tiên Hào còn sử dụng sợi ni lông thay thế cho dây mây để đan gối. Loại sợi này có ưu điểm bền, nhiều màu, dễ trang trí. Chủ động hơn về nguyên liệu, đa dạng mẫu mã, hoa văn trang trí đẹp, nên nghề làm gối ở thôn Tiên Hào vẫn thu hút nhiều lao động, đặc biệt là người cao tuổi. Cái vấn đề đi làm gối này thì cũng rất rất là lâu rồi, vì đời các cụ cơ. Thế nhưng mà đến cái đời chúng tôi thì có cái nghề làm thì cũng thấy là nó có cái thu nhập thêm. Nó cũng nói thực ra là cũng có khi là hơn một số nơi người ta không có nghề. Thế chúng tôi cũng rất là tự hào là có các cụ mà đã tìm cái nghề này về mà làm cho dân ấy thì cũng rất tự hào. Thế mà từ đấy đến giờ là chúng tôi vẫn cứ làm. Thôi thì thời gian nào thì làm nó tùy theo, cũng có thời gian đi mà bán lấy, có thì thời gian mà người ta buôn người ta mà mua, chứ tôi cũng đi bán nhiều chứ, bởi vì là ngày xưa nó ít người buôn thì chỉ có thế thôi. Thế còn cái nghề này thì chúng tôi cũng cứ làm cho đến vài là không yếu không làm được thôi thôi. Nghề đan gối tuy không còn nhộn nhịp như trước, song đã tạo thu nhập ổn định cho người dân ở Tiên Hào, xã Vĩnh Hào. Cái hay của nghề là công việc không quá nặng nhọc vất vả, phù hợp với mọi lao động.
từ ông già bà lão đến thanh thiếu niên cũng có thể làm nghề. Ngày nắng cũng như ngày mưa. Rảnh rỗi việc đồng áng lúc nào là có thể dở đồ nghề ra đan. Tuy nhiên do thu nhập không cao nên hiện tại nghề cũng co hẹp hơn so với trước và không có thanh niên theo nghề truyền thống này. Đây cũng là cái khó để giữ gìn nghề không chỉ đối với làng nghề đan gối mây ở Tiên Hào mà còn là điều trăn trở của nhiều làng nghề truyền thống nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa được biết đến nghề sản xuất gối mây ở xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản. Và để quý vị và bạn hiểu rõ hơn về nghề truyền thống làm gối mây ở đây thì chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ với bà Vũ Thị Cúc là một trong những người thợ của làng nghề xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản. Vâng, chương trình xin được chào bà. Thưa bà, là được biết là bà cũng đã làm gối mây từ rất là lâu rồi. Vậy thì cho đến cái thời điểm này, bà đã làm nghề và theo nghề truyền thống của cha ông được bao nhiêu năm ạ? Thưa quý vị, là như khi tôi biết là từ khi tôi còn bé cho đến bây giờ là vừa học vừa làm, mà cho đến bây giờ là khoảng 70 năm thì cứ cái nghề của ông cha này để truyền đạt lại cho mình, để là mình cứ tiếp tục làm. Nghề làm gối mây này thì có vất vả không, và để làm được một chiếc gối mây thì trải qua những cái công đoạn như thế nào? Cái thứ nhất đấy là như ngày xưa ấy là còn phải đi mua mây tận ở gốc, đi buôn làng, các làng đưa về để chẻ thành sợi ra. Chẻ thành sợi xong lại vót mỏng, tay mình vót ra xong với làm được một cái gối này thì là cũng phải từ chẻ mây, từ vót mây và còn chằng xỏ và cho đến lúc đan kín. Đấy, cho đến thành thân được một cái gối. Qua rất là nhiều những cái công đoạn làm gối mây như thế thì bà thấy rằng là cái công đoạn nào nó là cái công đoạn khó nhất mà yêu cầu người thợ đan gối mây phải tỉ mỉ, cẩn thận để chiếc gối mây nó đẹp nhất ạ? Nó là cái kế hoạch và cái kỹ thuật của cái người làm mây gối. Là cái thứ nhất là có cái cây mây nó đẹp, nó dài, nó ống, nó đẹp, mà cái người trẻ nó đều, rồi cái người tay mình vót ra nó đẹp, nó mỏng đều, sẽ đưa vào một cái gối thì nó sẽ mịn màng và nó đẹp hơn. Chứ còn thì nó đã mỏng rồi mà mình đan kín thì là đan thưa, là do cái sợi mây. Thì còn cái kế hoạch của tay mình nữa là mình điều chỉnh thế nào cho nó đẹp. Đã một cái sợi mà làm nó đẹp rồi, nó đều đặn rồi, là cái tay của mình làm nó đều đặn, mà đừng đan thắt quá, mà cũng đừng đan ảnh ra là nó xấu, mà phải đan kín kẽ. Ngày xưa cái nguồn nguyên liệu là mình có thể là phải tự đi chuẩn bị lấy, ví dụ như là nhà trồng hoặc là đi tìm cái nguồn nguyên liệu những cái địa phương ấy họ trồng mây ở trong cả nước. Vậy thì hiện tại thì cái nguồn nguyên liệu của mình là mình lấy từ đâu và có khó khăn không ạ? Cái ngày xưa ấy thì mình đi mua tận gốc, từng buôn làng một, từng làng nọ sang làng kia, từ xã nọ sang xã kia. Có khi còn phải qua bên sông cơ, thì mua về đưa về nó cũng hơi khó khăn ở cái chỗ đấy. Thế thì đưa về đến nhà thì rồi mình nghề phụ ấy mà, thì rồi sớm tối mình chịu khó làm. Cái sợi mây này là bây giờ là do cai người ta đi tìm, người ta đi mua về, người ta đưa cho mình, thì mình chỉ có việc quấn vào cái cốt mình làm thôi, chứ không vất vả như ngày xưa nữa. Cho nên cái đồng công thì nó cũng gọi là, thôi thì ông bà già mới làm cái nghề này, chứ còn thanh niên người ta cũng không làm nữa. Thì người ta đưa cái nguyên liệu như đây này, mây, sợi mây này, thì là mình về mình cứ thế mình làm. Có thể thấy là bà đã gắn bó với nghề làm gối mây 70 năm nay rồi, và cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm của làng nghề. Vậy thì cái giai đoạn, cái thời điểm nào thì cái nghề gối mây này là phát triển nhất, và so với bây giờ thì thế nào ạ? Cái thời gian cái nghề mây này là phát triển nhất là bắt đầu từ có cái nghề là xuất khẩu. Đấy, xuất khẩu đi các nơi thì là mình, người ta tìm cái sợi mây này về để cho mình làm, thì mình làm được nhiều là mình được hưởng nhiều. Ở cái chỗ là từ khi mà nó phát triển nhiều là từ khi mà xuất khẩu cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ là cái nghề này là cũng còn đang xuất khẩu, mà hàng chợ cũng có, mà hàng xuất khẩu cũng có. Trước đây thì cái nghề phụ ấy thì gọi là mình đi ra đồng, đi làm ở ngoài đồng rồi, sớm tối hay là mưa gió là mình có cái nghề này để làm thêm, kiếm thêm một tí chút nữa để sinh sống trong gia đình. Vâng, xin được cảm ơn bà đã chia sẻ và trao đổi cùng với chương trình ạ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tinh Hoa Làng Nghề của Đài Phát Thanh và Truyền hình Nam Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.